Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 29. Ồ, hiện trường lập tức xôn xao hẳn lên. Mọi thứ trước mắt giống như là một màn ảo thuật, một người sống trống rỗng hiện ra. Trời ạ, tôi hoa mắt đấy hả? Đó là một đứa nhỏ thật hả? Chẳng lẽ đứa nhỏ kia bị giấu trong bóng bay? Thật sự là khó tin quá đi. Không thể nào, rõ ràng là bóng bay bay trên không trung, sao bên trong có thể giấu một người sống được? Lúc này, Hòa Quốc Đống cũng hồi hồn lại, vội vàng lật hồ sơ luôn mang theo bên mình, hô lên, ơ kìa. Thằng bé chính là đứa nhỏ mất tích vào một tháng trước, không ngờ là bị giấu trong bóng bay, thảo nào có tìm khắp toàn thành cũng không thấy. Mọi người vội vàng xem xét thằng bé, phát hiện thằng bé hô hấp bình thường, chỉ là đang ngủ rồi, thân thể không sao cả, lúc này mới cảm thấy yên lòng. Nói cho cùng, thằng bé đã mất tích một tháng, chỉ sợ có gì không hay xảy ra. Cùng lúc đó, tên bán bóng bay sắc mặt trắng bệch, mặt mày tức giận, dường như là không ngờ Diệp Lâm có thể vạch trần kỹ xảo của anh ta. Sau đó, anh ta thẹn quá hóa giận nói, nhãi danh, ai mượn mày xen vào chuyện của người khác vậy? Mày có biết hôm nay mày làm vậy là sẽ dẫn tới nguy hiểm chết người cho chính mày hay không? Đối mặt với lời uy hiếp từ anh ta, Diệp Lâm cười khẽ, lúc nào cũng là tôi mang đến nguy hiểm chết người cho người khác, chưa từng có ai có thể uy hiếp đến tôi. Nói xem, anh làm việc cho ai? Bắt nhiều đứa nhỏ như vậy làm gì? Tên bán bóng bay nhìn trái nhìn phải, sau đó cười lạnh, các anh nghĩ lên phía trên nữa đi, người ta lợi hại hơn tất cả mọi người ở đây, là đại nhân. Vật mà các anh không đắc tội nổi. Dứt lời, tên bán bóng bay ném ra một thứ, nó rơi xuống đất, lập tức bốc khói trắng. Sương khói tràn ngập xung quanh, tầm nhìn cực kỳ thấp, giơ tay không thấy năm ngón tay. Bóng dáng tên bán bóng bay lập tức biến mất trong sương mù. Muốn chạy hả, Kim Lũ Y và Hầu Quán Quân đã chuẩn bị sẵn, vừa thấy vậy là đuổi theo. Cho dù tên bán bóng bay có dùng sương khói để chạy thì cũng chắp cánh khó thoát trước sự truy đuổi của Kim Lũ Y và Hầu Quán Quân. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Kim Lũ Y đã chạy tới phía sau tên bán bóng bay, rút bội đao bên eo ra, vung lên phía trước. Ai tên bán bóng bay hét thảm một tiếng, ôm cái chân bị gãy ngã xuống mặt đất. Hóa ra một đao của Kim Lũ Y trực tiếp chém gãy một chân của tên bán bóng bay. Hầu Quán Quân thấy vậy thì giật nảy mình. Không ngờ Kim Lũ Y lại ra tay quyết tuyệt như vậy, trực tiếp chém gãy một chân đối phương, để tránh đối phương chạy trốn. Sau đó, Kim Lũ Y nhanh chóng đuổi theo chém thêm một đao nữa, lưỡi đao xỏ xuyên qua một chân khác của tên bán bóng bay, ghim thẳng xuống mặt đất, không nhúc nhích được nữa. Để tôi xem anh còn chạy trốn được nữa không? Kim Lũ Y nổi giận. Nói đi, đám nhỏ mất tích còn lại ở đâu? Bị anh giấu ở đâu rồi? Đối mặt với bọn buôn người, Kim Lũ Y chỉ muốn giết hết cho rồi. Hiện giờ không phải là lúc giết người, cần phải cứu hết đám nhỏ ra rồi lại nói sau. Dứt lời, Kim Lũ Y liếc tên bán bóng bay một cái, thấy trong tay anh ta siết chặt chùm bóng bay. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ bên trong có đứa nhỏ nào khác nữa hả? Giờ phút này, tên bán bóng bay mất đi một chân. Là hét thảm thiết được một lúc thì quay lại trừng Kim Lũ Y với ánh mắt thù hận. Kim Lũ Y, nếu không có cha nuôi cô làm chỗ dựa thì cô chẳng là cái thá gì cải. Cô dám xen vào chuyện của chúng tôi, cô dám đánh tôi bảo đảm tương lai cô sẽ chết thảm lắm. Nghe vậy, Kim Lũ Y giận dữ xoay chuôi đao, tôi không biết tương lai tôi sẽ thế nào. Tôi chỉ biết anh bây giờ sẽ thảm lắm. Mũi đao xoay vòng tại chỗ, giống như là máy xay thịt. Đào ra một cái hố máu trên đùi tên bán bóng bay. Ai, tên bán bóng bay hét lên, đau đến mức suýt chút nữa ngất xỉu. Nói, mấy đứa nhỏ còn lại đâu? Kim Lũ Y nghiêm hình ép hỏi. Tên bán bóng bay cười lạnh, sau đó buông bóng bay trong tay ra, cô sẽ không bao giờ được gặp lại bọn nó nữa. Ha 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 hai. Mấy trăm quả bóng bay lập tức bay lên trời càng lúc càng xa giống như là pháo hoa. Không xong rồi. Kim Lũ Y ngẩng đầu lên thấy vậy thì giật nảy mình. Chẳng lẽ, đám nhỏ kia thật sự bị giấu trong bóng bay? Rốt cuộc là anh làm gì bọn nhỏ rồi? Dù cho Kim Lũ Y ép hỏi tra tấn thế nào, tên bán bóng bay đều chỉ cười lạnh đáp lại. Thôi tiêu rồi, bóng bay bay càng lúc càng xa. Hoa Quốc Đống ngửa đầu lên nhìn, dù có sốt ruột cũng chẳng làm được gì, nếu bọn nhỏ đều ở trong bóng bay thật thì. Đám người Tư Đồ Nhật Thăng đi loanh quanh, không dám tùy tiện ra tay. Sợ làm hỏng bóng bay rồi làm bị thương đám nhỏ. Nhưng mà bóng bay bay càng lúc càng cao, sắp biến mất trong tầm mắt mọi người,
nếu còn không ra tay nữa thì đừng nói gì chết hay sống, chỉ sợ là ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Không được rồi, tôi phải ra tay phá vỡ đám bóng bay đó mới được. Hầu quán quân cầm roi chín nốt của mình, định ném lên phá vỡ đám bóng bay. Không được, Tư Đồ Nhật Thăng lập tức đè tay hầu quán quân lại, nếu cậu ném roi ra thì đừng nói là bóng bay, ngay cả khi bên trong bóng bay thật sự có người, thì người cũng sẽ mất mạng. Nhưng nếu không ra tay thì không còn kịp nữa rồi. Hầu quán quân vội vàng hô lên. Lúc này, Diệp Lâm bước lên phía trước, vung tay lên một cái. Ngay sau đó, bùm bùm bùm, mười mấy bóng bay vỡ ra, mười mấy đứa nhỏ rơi từ trên trời xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.